giới thiệu đến các bạn bài tập thứ 2 trong bộ bài tập dành cho bệnh nhân bị thoái hóa, thoát vị đĩa đệm vùng cổ. Bài tập này giúp rèn luyện vùng cơ cổ thêm dẻo dai. Trước khi vào bài tập, An Công Nam xin có một lưu ý nhỏ. Đối với bệnh nhân bị đa cấp, người già loãng xương và người vừa trải qua phẫu thuật không nên thực hiện những động tác này. Sau đây, xin mời các bạn cùng An Công Nam bước vào bài tập có tên Phạm vi chuyển động. Động tác thứ nhất, từ từ quay đầu sang bên phải cho đến khi cảm thấy đau thì dừng lại. Giữ nguyên tư thế trong vòng 10 giây. Từ từ quay trở lại vị trí ban đầu. Làm tương tự với bên trái. Khi thấy cơ vùng cổ căng cứng, giữ nguyên tư thế 10 giây, từ từ trở về vị trí ban đầu. Động tác 2, đưa cằm từ từ xuống ngực. Tư thế đúng nhất là cằm chạm ngực. Giữ nguyên tư thế trong vòng 10 giây. Từ từ trở lại vị trí ban đầu. Mỗi lần tập các bạn thực hiện từ 5 đến 10 lần. Động tác 3, nghiêng đầu sang bên tay trái. Giữ nguyên trong vòng 10 giây và quay trở về vị trí trung tâm. Làm tương tự với bên phải. Động tác thứ 4, các bạn ngồi dựa vào ghế, nghiêng đầu từ từ ra phía sau sao cho có thể nhìn thấy trần nhà. Giữ nguyên tư thế trong vòng 10 giây, từ từ quay trở lại vị trí trung tâm, hít thở điều hòa. Như vậy, mình vừa hướng dẫn cho các bạn 4 động tác trong bài tập phạm vi chuyển động. Sau đây, hãy cùng mình thực hiện lại bài tập này một lần nữa nhé. Như vậy, mình vừa hướng dẫn các bạn bài tập phạm vi chuyển động. Với bài tập này, các bạn có thể thực hiện bất kỳ lúc nào sau khoảng một khoảng thời gian ngồi làm việc căng thẳng. Bài tập đến đây là kết thúc. Để xem thêm nhiều bài tập, các bạn truy cập website www.ancomnam.com. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những bài tập tiếp theo.